ba rồi. Ngâm được một lúc rồi nhá. Giờ mình luộc qua cái này đi để lấy nước phần mặt. Bên này ốc này thì người ta thường con ruột cho nên ngắt một qua để cái mặt nó. Trước quê ở quê thì rất nhiều cái ốc nhồi, bây giờ thì không bắt được nữa rồi. Ngoài ao nó nương toàn ốc này thôi. Để sang cái cuốn. Thế bóp muối vào không ạ? Thôi, nguyên liệu đầy đủ rồi nhá các bạn nhá. Giờ làm món ốc xào xả ớt. Thừa quá. Cái đó hết đi. Cái xả ăn được không? Để phải sao thôi. Thì nếu mà nhá. Nguyên liệu chính đây, ốc biêu, mình làm sạch ngon không? Các bạn nhìn ngon không? Món này bình thường là ít người ăn, mọi người sợ ốc biêu nhưng mà quê mình thỉnh thoảng hay ăn, ăn rất là ngon luôn. Mình biết chế biến nhá. Mập đây. Thơm quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giờ mới giờ mới 11 giờ 49. Chưa. Nghe bình thường. Ngon nhỉ. Ngon đi bỏ đi. Wow, nhìn quả đây nha bạn nhá. Ốc xào cay, ốc xào xả ớt, rất là ngon luôn. Nhìn quả đây nha các bạn nhá, ốc xào xả ớt. Mình thử cái. Ngon, rất ngon. Vị xả rất là thơm. Nào. Thực sự món này rất là ngon nhá. Các bạn ở nhà ở quê mà có ốc biêu nhiều nên thử. Nhưng rất là phí. Nhưng ngon cường ơi. Thôi, giờ cũng muộn rồi, cho này ra để ăn thôi. Mình rất là thơm của mùi xả. Món này uống bia thôi rồi đúng không? Rất là thơm nhá. Ôi, mời cả nhà. Mời cả nhà nhá. Ai ba rồi. Không, nó lửa.